Sau hơn 2 ngày nỗ lực chữa cháy xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đến nay các điểm cháy đã cơ bản được khống chế, không cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng già trong khu vực lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Dù đã được cơ bản khống chế, tuy nhiên theo các lực lượng chức năng, hiện còn một điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao, khó tiếp cận. Cùng với đó là thời tiết tại khu vực này vẫn hanh khô, kèm theo gió to, tiềm ẩn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại. Đã được khống chế, chỉ còn lại một số gốc cây là đang ưng nghỉ, thì cái đội cũng đã tiếp tục đi giật cái gốc cây cháy, phân công các anh em xong rồi đi cái mấy chỗ khói đây là giật hết, đi lấy nước xong là tưới hết mấy cái gốc ấy rồi, xong là lúc mình về là đã không còn khói rồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chữa cháy, không được chủ quan lơ là, không để tái bùng phát đám cháy. Theo thống kê, đã có khoảng 30 ha diện tích rừng bị đốt cháy, chủ yếu là rừng nghèo kiệt, chưa có trữ lượng rừng. Có khoảng 4 ha rừng trồng thay thế năm thứ 3. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.